Hồi ký 4 năm 6 tháng trên chiến trường ca. Tác giả Poipet 1979. Phần 4. Trường D30 nằm cạnh chân núi Sisophon, đối diện là phum dân Kako, cách hơn 500 mét. Và ở chân núi, chúng tôi thấy một điều kinh khủng, là một đoạn dài hơn 500 mét là một hố chôn tập thể. Do mưa trôi đất làm lộ cái hố này, xương ngổn ngang, đa số trên hộp sọ đều có dấu bể tròn do Pol Pot hành quyết. Nhìn cảnh ấy, tôi mới nhận ra một điều: sang giàu, xấu đẹp, khi từ giã cõi đời đều giống nhau. Hơn 3 tháng, chúng tôi về đơn vị và mỗi người đều thăng một cấp. Tôi được lên trung sĩ, tôi trở về C2 khoảng 1 tuần. Thời gian này tôi lại phải chịu trách nhiệm huấn luyện tại chỗ cho các chiến sĩ ở C3. Có 2 thằng học cùng khóa với tôi, nhưng về mấy ngày, trong lúc làm nhiệm vụ thông đường, vướng phải mìn, 1 thằng hy sinh và 1 thằng bị thương. Thế là tôi được điều về C3, và đây là lần tuyên chuyển đơn vị cuối cùng của tôi. Và tình cảm tôi gắn bó rất nhiều với C3 này. Khi tôi về C3 mới biết tin 2 thằng cùng học khóa hạ sĩ quan ở C3, 1 bị hy sinh và 1 bị thương. Quân số ở C3 ít hơn quân số C2 gần 1/2. Tôi về B1 C3 với chức vụ A trưởng. Cả B tính luôn cán bộ trung đội chỉ có 7 người với 3 hầm. Điều kiện sống ở nơi đây khắc nghiệt hơn ở C2 vì nằm ở một vị trí đất trũng với những bãi cỏ tranh, lưa thưa vài cây dầu nhỏ, bụi rậm. Mùa khô thì nắng cháy da, mùa mưa thì ngập nước, và nơi đây cũng không được bình yên vì cách con suối biên giới Thái Cam khoảng 1 km. Khu vực này bên Thái không có dân nên Thái cho phép Pol Pot hoạt động, thậm chí cả phương tiện giao thông giúp lính Pol Pot từ khu vực Nam Sấp, Cao Mê Lai di chuyển đến tập phục kích. Thậm chí Thái còn hỗ trợ cả hỏa lực, máy bay trinh sát. Trước khi tôi về thì khu vực C3 và tiểu đoàn bộ từng bị cối rơi trúng và có hy sinh vài người. Tuy vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy thoải mái hơn khi ở với C2 vì ở trạng thái luôn sẵn sàng chiến đấu, nên đoàn kết hơn, không bị khắt khe, nghi ngờ vượt biên. Tôi về C3 được khoảng 1 tuần thì toàn tiểu đoàn nhận lệnh hành quân chiến đấu, chỉ mang quân trang, vũ khí, lương thực đến nơi tập kết nhận sau. Xe chở cả đơn vị vào Ta Ông Ker khoảng hơn 20 km và chúng tôi hành quân bộ khoảng 3 km thì dừng chân nơi bìa rừng già như trong Cao Mê Lai, mà thực sự Cao Mê Lai là một góc của cánh rừng này trải rộng tới tận Nam Sấp, Palin. Ngày nay bị khai thác toàn bộ thành đất canh tác. Giờ muốn nhìn thấy lại khung cảnh rừng của năm xưa, chỉ có thể nhìn cánh rừng ở khu vực đền Angkor Siem Reap. Cũng hơi bất ngờ vì lần tham gia chiến dịch mùa mưa năm 1981 này lại có cả D3, làm cho tôi có một chút lo nghĩ. Phải chăng lại là giống mùa mưa năm 1979? Chúng tôi đánh và lại bị ở lại chốt. Sáng hôm sau, chúng tôi hành quân. Lần này tuy vẫn là dây leo, rừng rậm, nhưng không bị lội nước giữa rừng tre gai, không bị leo núi vắt kiệt sức. Và theo kinh nghiệm hành quân đã có, nên so với lần hành quân vào Cao Mê Lai thì thoải mái hơn. Hành quân khoảng hơn 10 km, lúc đó vào khoảng 10 giờ tối, thì chúng tôi đụng địch. Sau vài loạt đạn, địch tháo chạy. Đội hình hành quân tạm dừng. Phía trước xôn xao và có một tổ khoảng 5-6 người đi ngược lại với đội hình. Tôi thấy P ở C2, nó đi ngang qua tôi và cầm cái nón cối, chỉ một lỗ tròn xuyên qua nón. Nó nói: "Mày thấy tao hên không?" Viên đạn xuyên nón mà không việc gì. "C cho tao về tuyến sau, mày cẩn thận nhé." Tôi liền nói với nó: "Yên tâm đi, mày nhớ giữ cái nón này, mai mốt về còn có cái làm kỷ niệm." Cái nón ấy sau này gặp lại tôi hỏi nó thì nó nói sử dụng tiếp một thời gian thì nó nát tan nên đã vứt đi. Đoàn quân tiếp tục di chuyển. Khoảng hơn 1 giờ, chúng tôi đi đến một con suối nước, có lẽ có quanh năm dây mây, dây song chẳng chịt. Chúng tôi gọi nơi này là suối mây. Và cả D1, chúng tôi được lệnh đóng tại đây và triển khai đào hầm chữ U. Bê tôi cạnh bên suối và định đào hầm sát bờ suối. Nhưng khi cán bộ C xuống kiểm tra đội hình, thấy vậy, liền ra lệnh di chuyển cách suối 10 mét. Chúng tôi hơi ngạc nhiên vì lệnh này và di chuyển theo lệnh trên. Đến đêm hôm đó, chúng tôi mới biết vì sao. Chiều hôm đó mưa, lúc này mới biết thế nào là mưa rừng. Mưa cứ dí rách triền miên do rừng rậm, rừng 3 tầng. Tầng thấp là dây leo, tầng kế là cây thân thẳng từ cổ tay đến một người ôm, và tầng trên là những cây to 5-6 vòng tay. Vì vậy, cho dù mưa tạnh, nước cứ rơi đều, dai dẳng. Chúng tôi ngủ đến giữa khuya thì bị đánh thức bởi những tiếng răng rắc của cây ngã đổ. Sáng ra nhìn một cảnh tượng mới biết mình đã may mắn hôm qua được nhắc nhở rời xa con suối. Suối hôm qua nước hơn đầu gối, nhưng bấy giờ mênh mông nước tràn lên hai bờ đến tận nơi chúng tôi đào hầm. Hai bên bờ suối, một cảnh tượng tàn phá. Do nước từ thượng nguồn đổ về, quấn một thân cây to, ngã ngang qua suối, cách chúng tôi hơn 50 mét, trôi đi hơn 100 mét. Trên đường cây trôi, do vướng những sợi dây mây, kéo theo hàng loạt cây hai bên bờ ngã đổ. Tôi lại thêm một kinh nghiệm sống trong rừng già mùa mưa. Do Mê Lai năm 1979, chúng tôi cũng ở đó vào mùa mưa, nhưng là đầu nguồn nên không chứng kiến cảnh này. Tôi cũng không hiểu lý do tại sao chúng tôi vào đây. Chỉ được cấp trên chỉ thị là cảnh giác cao, sẵn sàng chiến đấu, và hàng ngày khoảng 2/3 quân số kết hợp cùng trinh sát đi lùng sục tìm địch cách đội hình từ 3 đến 5 km. Có cán bộ đại đội đi theo. Đến ngày thứ 5, chúng tôi được lệnh rút, và khi về đến đơn vị ở Poipet, tôi mới biết là lần đó chúng tôi làm nhiệm vụ đón lõng sư 309. Lúc đó chúng tôi gọi là sư 59. Trận đó sư 309 thắng lớn, thu rất nhiều vũ khí, trang bị do Trung Quốc cung cấp cho Pol Pot. Sau chiến dịch mùa mưa trong suối mây, chúng tôi về lại Poipet. Chốt C3 chúng tôi lúc này ngập nước, từ hầm qua hầm phải lội bịp bõm. Và một ngày mưa tầm tã, đến giờ hội ý chiều, chúng tôi nhận được lệnh đi phục qua đêm để bảo đảm an toàn cho một phái đoàn cao cấp đi thị sát với quân số 9 người. Ánh B3 phụ trách chính và tôi phụ cùng nhau chỉ huy nhóm phục này. Do lệnh đột xuất nên cơm vắt không chuẩn bị kịp. Chúng tôi được phát cơm sấy. B1 của tôi hỏa lực là khẩu RBD do chính tôi giữ, B2 khẩu B41 và B3 khẩu B40. Trời mưa tí tách, chúng tôi đi trong đêm đến cột cây số 6, vượt qua đường tàu khoảng 500 m là nơi chúng tôi phải phục đêm. Xung quanh toàn nước, ba nhóm chúng tôi trên 3 ụ mối, mưa vẫn rơi nên không thể nằm nghỉ. Ngồi thu lu dưới tấm ni lông, tay choàng gốc cây để khi ngủ khỏi bị tụt xuống nước. Mãi đến khuya trời dứt mưa mới có thể ngả lưng trên ụ mối. Đến sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, chúng tôi cả đội hình rút ra nằm dọc theo đường tàu. Nhóm B1 chúng tôi có khẩu RBD nên chịu mũi chính diện, B2 bên trái tôi và B3 bên phải. Đến 12 giờ, phái đoàn rút về, nhưng chúng tôi theo kế hoạch 2 giờ mới được rút khỏi vị trí. Đoàn xe qua khỏi nơi chúng tôi phục khoảng 30 phút thì chúng tôi nghe tiếng động cơ của L-19 từ hướng suối, và chiếc máy bay này bay trước khẩu RBD trong tầm ngắm của tôi. Tôi thấy rõ có 2 phi công trên chiếc máy bay, nhưng do trước đây chúng cũng không thường bay qua đội hình của D, nhưng lệnh trên không cho bắn. Chúng tôi lại cho đó là chuyện thường. Khoảng 1 giờ sau, chúng tôi với đội hình cuốn chiếu, nhóm B3 của Ánh rút trước, nhưng khi vừa mới đứng lên thì hàng loạt đạn bắn. Chúng tôi bắn trả quyết liệt và địch đã tháo chạy. Liềm hy sinh ngay loạt đạn đầu. Một trận phục kích bị phản phục, rất đau và khó quên trong đời lính của tôi. Và sau trận này, lệnh của D, ta được bắn thoải mái khi gặp máy bay trinh sát của Thái Lan. Mùa mưa sắp hết, lính lại rộn ràng cho mùa khô. Gian khổ đó, có hy sinh đó, rồi lại qua, vẫn không làm mất sự vô tư của những thằng lính trẻ. Lễ mùng 2 tháng 9, 22 tháng 12, Tết Nguyên đán là những lúc lính được trên cấp thịt tươi và anh em đều sẵn sàng chờ đón, cứ rôm rả bàn tán. E cho con bò, con heo của C rồi của D. Nhưng chủ yếu nhất với lính lúc đó là rượu, không phải mua, phải đổi mà là tự nấu. Sau khi rời Cao Mê Lai đến Poipet, rau quả hoang dại phong phú nên gạo dư ra. Lúc đầu thỉnh thoảng ở C chia xuống B cho anh em đổi những thứ cần. Sau này không biết ai đó trên D gò được nồi nấu rượu, thế là nhờ xe chợ của E về nước mua men hoặc ra chợ Minit mua. Do mưa giảm bớt, địch hoạt động tập kích quấy phá càng nhiều. Trước đó một tháng chỉ 1-2 lần, mà thời điểm này tăng lên đến 5-6 lần. Nhưng thực ra địch tập kích với chúng tôi không nguy hiểm nhiều lắm, vì chúng rất sợ chúng tôi nên tập kích toàn đứng ở xa mà bắn vào đội hình, rồi nhanh chóng rút về phía bên kia suối của phần đất bên Thái Lan. Có những lần địch tập kích vào nhầm lúc nấu rượu thì chỉ cầu mong đừng rơi vào lò nấu rượu. Ai nấu thì cứ lo nấu, ai đánh thì cứ đánh. Rượu nấu nói là để dành lễ Tết, nhưng khi có bạn bè anh em tới thì đem ra thử, hết lại ủ rượu để nấu tiếp. Cũng trong khoảng thời gian này, tôi nhận chính thức bổ nhiệm trung đội phó, vài tháng sau tiếp lên thượng sĩ. Do tình hình các đơn vị phải thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, mà lính 79 của tôi trong C chỉ có 4 người, còn đủ sức khỏe, điều kiện chiến đấu. Mà mỗi trung đội, quân số chỉ có 6 người, vừa đủ bố trí một hầm 2 người. Trong đó có 2 lính nhập ngũ 1978 trở về trước. Hai cái lễ trôi qua, Tết Nguyên đán sắp tới, trời se lạnh và hanh khô. Bầu không khí có một cái gì đó hơi lạ. Nghe tin các đơn vị pháo tăng về trung đoàn, pháo ta và pháo Thái lại thỉnh thoảng bắn thăm dò lẫn nhau. Một lần tôi dẫn tổ thông đường trở về, chưa tới hầm thì pháo 155 ly bắn vào đội hình. Có một quả rơi cách nhóm tôi khoảng 50 mét, miếng to gần bàn tay, bay cắm phầm phập xung quanh. Lần đầu tiên tôi biết như thế nào dưới đạn pháo, chỉ biết nằm sát đất và thầm mong đừng xui xẻo bị miếng nào rơi trúng, chỉ có chết đến bị thương mà thôi. Rồi cái Tết chưa qua hết, mùng 2 Tết tôi lại nhận lệnh chỉ huy một trung đội gồm 9 người đến trám đội hình cho C1 để C1 đi thực hiện nhiệm vụ. Đến ngày mùng 4 buổi sáng, tôi ra đường nhựa chơi, tình cờ thấy Quân, lính 78, cũng là B phó trong B của tôi, một người một súng, từ C đến và rủ tôi ra trung đoàn tìm đồng hương ở pháo và tăng. Tôi cũng có hai thằng bạn gần nhà ở hai đơn vị trên nhưng chưa hề gặp mặt. C1 ở cột mốc số 7 tính từ Poipet, từ đó ra E chỉ khoảng 5 km. Với tranh thủ đi khoảng 3 giờ, tôi có thể trở về. Và ban ngày có lẽ Pol Pot không dám tập kích chốt. Tôi thầm tính như vậy là đồng ý đi. Tranh thủ dặn dò anh em xong, tôi với một khẩu AK rồi đi cùng Quân. Đoạn đường từ Poipet về E, khoảng nguy hiểm nhất là ở đoạn giữa cột số 8 và 9. Địch thường ra chỗ này phục kích, gài mìn vì địa thế rất thuận lợi. Đường ray cách đường lộ khoảng 100 mét, hoàn toàn trống trải, và mé bên nam đường có dãy bụi tre gai to, rất thuận lợi cho việc ẩn nấp. Và nếu bị ta vây đánh, chỉ cần khoảng 500 mét là rút được về Thái. Nơi ấy có một chiếc xe bồn của ta bị phục cháy khoảng đầu năm 79, nên chỗ đó gọi là xe đổ hoặc xe cháy. Tôi và Quân đi ra khỏi đội hình khoảng hơn 500 mét. Lúc này hai đứa cảm giác bất an. Đi tiếp khoảng vài trăm mét, sắp ra đến nơi trống trải, Quân liền đề nghị bắn vào lùm tre. Tôi vội cản lại và nói: hai thằng đi xa ra khoảng 20 mét. Đi thưa chủ yếu lừa địch, không có lực lượng ta nhiều hay ít và địch tấn công cũng phải e dè, chú ý mìn và cảnh giác địch. Từ lùm cây cuối ra chỗ trống, quân đi trước, tôi đi sau. Tôi đi khoảng 50 mét. Lúc này có lẽ địch đoán được lực lượng thực sự của ta, và trong lùm tre một quả B40 bay về hướng tôi. Hướng của quân là một quả AT. Tôi lúc đó vội nằm xuống đường, chờ quả B40 nổ. Quả B vượt qua đầu và nổ lên phía bắc lộ. Sau khi quả B nổ, tôi lột nón mềm vứt xa trên đường, chủ yếu để nghi binh. Sau đó lăn xuống phía bắc đường và nghe xác định phương hướng tiếng súng đầu nòng. Lúc này cảm thấy mình hơi may mắn khi cản quân bắn vào bụi tre, vì có một tổ của địch cùng khẩu RBD nằm cách đường 30 mét. Theo tôi ước lượng, địch có khoảng 5 tổ. Có thể nói là số lượng đông hơn những lần địch phục kích. Ở vị trí này, phạm vi đội hình địch khoảng hơn 200 mét, thông thường khoảng 3 tổ. Sau khi xác định xong, tôi chờ cho địch vừa ngớt tiếng súng, thì tôi lại cho một tổ 2 loạt điểm xạ vào 3 vị trí gần mình, còn 2 điểm kia có quân khống chế. Và theo chiến dịch đó, tôi và quân cầm cự khá lâu. Địch thật sự không dám xung phong ra đường. Hơn 15 phút sau, DK và cối từ D chi viện tương đối chính xác vào vị trí lùm tre. Sau một loạt xả đạn của địch, chúng tôi đoán địch có lẽ đã rút về phía nam đường ray, và quân cũng tụ họp cùng tôi. Tôi kiểm tra lại súng thì còn đúng 1 viên trong nòng. Tôi xin quân vài viên, quân đưa 3 viên và hỏi lý do. Tôi mới nói có một tổ ra cắt gần đường, để tôi xem nó có kịp rút không, cho nó vài viên đỡ tức. Thế là tôi leo lên một cây nhỏ gần đó để quan sát, nhưng thực sự địch đã rút hết. Và khoảng 5 phút sau, anh Lý, đại đội phó của C tôi, dẫn theo khoảng 5-6 anh em lên chi viện. Hơn 2 km mà chỉ khoảng 20 phút. Tôi thật sự xúc động. Mấy thằng nhìn mặt tôi đầy tro, lọ, bụi bậm, rồi cười trêu tôi. Tiểu đoàn lệnh cho đại đội vận động lên để lấy xác 2 thằng cán bộ B vô kỷ luật bỏ vị trí đi chơi, bị Pol Pot phục kích. Mà thật sự may mắn, nếu lỡ có hy sinh thì có lẽ không được là liệt sĩ, vì sẽ bị tước quân tịch. Chúng tôi về C1. Tôi phải lấy ba lô để trở về C. Chiều hôm đó, sau khi hội ý C xong và báo tôi với quân lên tiểu đoàn, mấy thằng lại ghẹo tiếp, rồi lên gặp Dê để ra kỷ luật. Tôi cười nói, trên Dê còn dư bánh kẹo khi Tết, kêu tụi tao lên để uống trà ăn phụ thôi. Và thật vậy, Dê chỉ hỏi tình hình và phân tích địch tổ chức phục như thế nào. Tôi cũng phân tích theo nhận định của mình, xong Dê cho về và không nói một lời nào về kỷ luật với lỗi lầm tương đối nghiêm trọng. Và 3 ngày sau, mùng 7 Tết đầu năm 1982, chúng tôi nhận được lệnh bàn giao chốt cho E2, bộ đội biên phòng phối thuộc với Sư 5. Và vào chiến dịch mùa khô năm 1982, chúng tôi gọi là chiến dịch Nam Sấp. Thời gian cuối ở Poipet có rất nhiều kỷ niệm vui buồn với tôi, nhưng chúng tôi vẫn xem thời gian ở đó thật tuyệt vời. Thời gian đó có những chi tiết có thể thay đổi, nhưng tôi chọn làm người lính bình thường, hy sinh thì hên xui. Khoảng tháng 9 năm 1981, C kêu tôi làm đơn kết nạp đảng. Tôi suy nghĩ đắn đo cũng nhiều, và tôi quyết định không kết nạp đảng, vì tôi cảm thấy đảng viên là cống hiến, hy sinh quyền lợi, lẫn mạng sống cho lý tưởng, và tôi cảm thấy không thể làm được điều đó. Tôi thích làm theo ý thích của mình, không chịu được áp lực. Và lúc này tôi nói với cấp trên, lý lịch tôi không cơ bản, anh ngụy quân, cha ngụy quyền, các đồng chí không thể kết nạp tôi. Thế là đơn vị lại về tiếp địa phương tôi thẩm tra lại, và họ xác nhận lý lịch đúng như tôi nói. Nhưng địa phương xác định gia đình tôi cơ bản và đơn vị có thể kết nạp tôi vào đảng. Tôi không rõ điều đó và đơn vị lại thuyết phục tôi. Tôi lặp lại câu trả lời của tôi trước đây, và đơn vị nói, chúng tôi về thẩm tra lý lịch của đồng chí rồi. Địa phương của đồng chí xác nhận Đồng chí hoàn toàn có thể kết nạp đảng. Lúc này tôi biết tôi đã đối lý, và tôi cũng thẳng thừng nói, tôi nói thật, tôi không kết nạp. Các đồng chí đừng thuyết phục tôi nữa. Rồi đến gần Tết, Dê lại kêu tôi lên một lần nữa, và Dê trưởng nói, đơn vị mình còn dư mấy tiêu chuẩn phép, đồng chí có muốn đi phép không? Nghe thế tôi nôn nao trả lời liền, đi chứ, đơn vị cho tôi đi thì tôi nhận. Nhưng phép này cấp cho sĩ quan, đồng chí có thể nhận quân hàm sĩ quan cùng với cái phép này. Nghe như vậy tôi thẳng thừng từ chối, vì nghĩ theo luật nghĩa vụ quân sự thì không 3 năm sẽ cho ra quân. Đến tháng 3 năm 1982, chỉ 2-3 tháng là mình tròn 3 năm hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Sáng đó chúng tôi hành quân di chuyển là đem hết những gì mình có. Hôm qua chúng tôi làm hết những con gà bấy lâu gây dựng. Quân đội ta có truyền thống tăng gia cải thiện, dù chiến đấu hay bình thường cũng đều bỏ một ít thời gian để tăng gia. Có lẽ đây chính là một trong những sức mạnh bí ẩn của quân đội nhân dân. Khi tăng gia, người ngoài thư giãn để đỡ nhớ nhà, nhớ quê hương, tạo nên người lính yêu hòa bình, tôn trọng tài sản của dân. Đàn gà này do chúng tôi điều kiện hạn chế nên phải đi xin ở các đơn vị ở trung đoàn và các đồng hương trong các đơn vị bạn. Lính chúng tôi chỉ cho với nhau chứ không hề mua bán. Chúng đem về chỉ là mới nở vài ba ngày. Chúng tôi tìm những ụ mối có rải rác xung quanh về chặt cho chúng nó ăn. Nhưng do gà bắt về nuôi từ nhỏ nên rất hay theo người và rất dạn. Nhiều khi đạp nhầm chúng và chặt mối thì chúng lao vào ngay dưới lưỡi dao. Nuôi lên khoảng 2-3 lạng cũng rất khó khăn. Thế mà hành quân di chuyển nên chúng tôi phải làm thịt hết, con nào khoảng 3 lạng trở lên, răng mặn để dành. Còn vài con quá nhỏ thì làm một cái lồng treo trên ba lô, hy vọng đến nơi mới có thể nuôi tiếp. Xe chở chúng tôi hướng vào Ta Công Cờ Rào. Chúng tôi dừng chân tại phum Cốp Túi. Đây là phum có dân nên chúng tôi phải đóng tạm ở bìa phum. Phum này ngày xưa khi ở phum Don A Ranh, chúng tôi cũng thỉnh thoảng vào đây giúp dân thành lập chính quyền. Nó ở phía nam lộ 5, cách lộ 5 gần 4 km. Do chuẩn bị chiến dịch nên nơi đây khá náo nhiệt. Con suối to rộng nơi này hấp dẫn chúng tôi. Mới dừng chân vừa ổn định nơi đóng quân thì mấy thằng rủ nhau đi đánh cá. Thế là mỗi bê cắt cử một người đi cùng, có thương ở bê trinh sát. Nó rất thân với anh em C3 của tôi. Đi khoảng 2 tiếng, tự nhiên thấy ồn ào và những tiếng cười to không dứt. Chúng tôi ngỡ là thắng to, chạy ra hỏi thăm thì thằng Lâm không thể nín cười. Nó vừa cười vừa nói, to, được một con cá thác lác to lắm, gần 60 cân. Mấy anh em hào hứng hỏi, đâu? Nó quay ra phía sau chỉ vào thằng Thương nói, đây này. Chúng tôi nhìn kỹ lại thì trên đầu nó dán một miếng băng keo cá nhân. Giờ mới hiểu, con cá thác lác 60 kg là ra vậy. Ngày hôm sau chúng tôi lại hành quân bằng xe tiếp vào Ta Công Cờ Rào. Đoạn đường rất hư hỏng khắp nơi, nhiều đoạn xe phải chạy xuống ruộng. Ngồi trên xe bị sáng lắc đau hết người. Hơn 8 km trên con đường đau khổ, chúng tôi tới Ta Công, và đội hình lại bố trí ở tạm trong các hầm hào của các đơn vị đóng quân trước có làm sẵn. Chúng tôi đóng cạnh hồ sen to. Thế là trong bữa lại có món ngó sen, bông súng xào. Và ngày hôm sau C lại tổ chức tát cá hì hục cả buổi. Hồ nước gần cạn mà không thấy động tĩnh gì để biết có cá. Thế là đi vòng cái hồ thì ôi thôi, một con chăn đất đen thui, to cỡ bắp chân. Lúc này mới biết nơi đây là lãnh thổ của nó thì làm gì còn cá. Thế là dí bắt nó, có lẽ khoảng 10 kg. Vài ngày kế tiếp chúng tôi được phát nhu yếu phẩm, đường, sữa, đậu, lại có cả thịt hộp. Đây là dấu hiệu sẽ vào chiến dịch. Và càng hoang mang hơn, chúng tôi được phát những cái mặt nạ phòng độc của Liên Xô. Có lẽ trận đánh sẽ rất căng thẳng. Vì vậy chúng tôi quyết định nấu chè, làm kẹo cho bớt số đường sữa. Nghĩ tới nồi chè, Ngày nay có lẽ chúng tôi ăn không nổi. Một nồi chè từ 1 kg đường với 4 người ăn. Chúng tôi ở nơi này gần 5 ngày. Xe pháo H-12 kéo vào nhộn nhịp và một buổi chiều thơ thẩn, trước hầm một chiếc xe tải trở về từ tuyến trước tới bìa phum Ta Ông Ker thì bị mắc lầy. Trên xe có người nhảy xuống đến nhờ chúng tôi ra giúp xe thoát khỏi chỗ lầy đó. Chúng tôi nhiệt tình ra giúp thì ôi, mùi tử khí tràn ngập. Chiếc xe chở các anh em hy sinh. Chúng tôi cố gắng chịu và đẩy xe ra khỏi bãi lầy. Khi hỏi tham gia, chúng tôi mới biết được đây là 12 trinh sát đặc công lọt vào ổ phục kích của Pol Pot đã hơn một tuần trước. Mãi đến hôm nay mới tìm được và đưa các anh về. Và những ngày chuẩn bị đã xong, bỏ lại những số anh em thiếu sức khỏe lại cứ tạm Ta Ông Ker. Trung đội của tôi lúc này chỉ còn 4 người. Vì những năm 1980, 1981, có lẽ vì ít người nhập ngũ nên quân số lính bổ sung rất ít, mà tiêu hao thì cứ đều đều. Chúng tôi hành quân vào nơi tập kết Bộ Chỉ huy Tiền Phương Tà Ngọ. Đó là nơi chúng tôi đến cách Ta Ông Ker theo đường chim bay hơn 30 km. Chúng tôi hành quân bộ trên con đường bò rộng xuyên rừng. Đi hơn 5 km, một chiếc xe tải bị mìn và tiếp nữa lại một chiếc. Càng ngày càng nhiều, vừa đi vừa đếm. Hơn 10 chiếc, chúng tôi không còn nhớ được mình đã đếm tới con số nào. Thật là một mùa chiến dịch tệ hại cho nhóm xe tải. Thật sự trong tâm có một chút hả hê. Cánh lính tài xế trung đoàn, khi anh em chúng tôi xin chút xăng dầu để sai quẹt, họ còn nhiệt tình vui vẻ cho. Còn nhóm lái xe trên Sư và mặt trận thì chỉ hên xui. Nói ra thì thành vơ đũa cả nắm, nhưng thật ra cũng có người thông cảm cho cánh lính bộ binh. Giải lao ăn trưa của chúng tôi cạnh đám tre rừng có luôn một hố nước. Nhưng hỡi ôi, nước ư. Có lẽ nói sình thì đúng hơn. Bỏ mấy viên lọc nước, chỉ có được một cái màng nước mỏng ở bên trên. Cố uống một chút. Vậy mà một lát sau, anh em phát hiện dưới đó có một bộ xương. Có còn hơn không. Do hành quân trên đường bò xuyên qua rừng rậm nên bóng mát cũng nhiều, và có kinh nghiệm uống nước nên không khát như lần hành quân vào Cao Mê Lai. Chiều xuống, cả tiểu đoàn vẫn hành quân, nhưng C3 chúng tôi được lệnh dừng lại khi cách bộ chỉ huy khoảng 3-4 km và tổ chức đội hình đào hầm chiến đấu với lý do bảo vệ một chiếc xe chở xăng bị mìn. Có mấy thằng nghịch ngợm nói xăng hiếm, lại đường có mấy phi xăng xài sang một bữa. Nói xong lấy xăng rửa tay, chỉ vài phút nhảy tưng tửng kêu nóng, làm anh em có một mẻ cười sảng khoái. Nhiệm vụ của C3 chúng tôi nơi đây, ngoài bảo vệ xe xăng, chúng tôi lại phải thông đường, tổ chức phục cho các chuyến xe vào ra. Tương đối nhàn nhã nhưng hơi lạnh người. Không phải sợ Pol Pot mà sợ mấy anh lính xe, lính tăng giật mình. Vì vậy khi nghe tiếng xe sắp tới, tôi phải dặn anh em không được cựa quậy, vì có thể xui xẻo quân ta chiến thắng quân mình. Cái vụ bắn nhầm thường thì rất nhạy. Không biết với Pol Pot thì sao, không biết. Nhưng khi bắn, ta thường bắn trúng 99%. Tôi không nhớ nữa, 2 hoặc 3 ngày vào một buổi sáng, chúng tôi nhận lệnh hành quân vào bộ chỉ huy tiền phương. Tối hôm đó, tôi lại được gặp thằng bạn học gần nhà. Nó là lính tăng và chính nó là lý do tôi bị phục khi còn ở Poipet. Nó giới thiệu thêm một thằng cũng ở gần nhà, là tên đồng hương mới nhận của tôi. Nó là lái xe tăng. Chúng tôi ngồi uống trà, hút thuốc, ôn chuyện rất vui, vì nơi này thuộc về nơi an toàn trong khu vực bộ chỉ huy tiền phương nên tôi tạm vắng được. Sáng hôm sau, chiến dịch mở ra. Cứ điểm chúng tôi gọi là Nam Sấp. Thực ra Nam Sấp là tên của một huyện của Thái Lan, nhưng nơi này giữa rừng rậm, cách Thái khoảng 4 km, cách bộ chỉ huy hơn 3 km. Tôi không nhớ sáng hôm đó chúng tôi nhận nhiệm vụ gì, vì cả đại đội còn có 12 tay súng. Nhưng tới gần trưa, C chúng tôi nhận lệnh bám theo tiểu đoàn nhận nhiệm vụ mới. chống phản kích. Nhưng chúng tôi về muộn, không theo kịp. Lúc này D1, chúng tôi với tăng án ngữ trên căn cứ địch. Khoảng trưa chiều, cả đội hình tấn công cứ điểm là trung đoàn 16. Không thành công và lui về tuyến sau an toàn. D chúng tôi cùng tăng nhận lệnh rút. Những chiếc xe tăng PT-85 xoay sở như thế nào lại bị cán mìn. Tiếp đó chiếc T-59 phụ kéo ra và tiếp tục cán mìn. Mìn tăng trong chiến dịch này bọn Pốt sử dụng rất nhiều. Mỗi lỗ mìn thường 2-3 quả chồng lên nhau. Thế là hai chiếc không thể xoay được. Bộ chỉ huy tiền phương báo cáo và nhận lệnh của mặt trận là không thể để hai chiếc tăng đó trong căn cứ địch và có hai phương án giao cho bộ chỉ huy sư đoàn 5. Một là kéo về xa vị trí đó khoảng 10 km và bỏ. Phương án 2 là phá tại chỗ, không còn hình dạng chiếc tăng nữa. Thông tin này do chính tôi nghe anh em kể lại tại thời điểm đó và tôi chỉ viết phỏng theo ý của nội dung lệnh trên. Chiều dần xuống, C3 chúng tôi nhận lệnh sẵn sàng lên chi viện cho D khi có lệnh. Thế nhưng, trinh sát báo địch vây chia cắt nhóm trên cứ. Thông tin thì không liên lạc. Khoảng 5 giờ chiều, trên hướng chốt nổ rộ lên, rất dồn dập. Phía sau nghe nhưng không thể chi viện bằng bộ binh. Do đường lên bị địch khống chế, pháo không thể chi viện hiệu quả vì thông tin bị mất liên lạc hoàn toàn. Cả tuyến sau đều lo lắng hoang mang về địch bắn như vãi đạn. Cứ liên tục 15 phút, ngừng khoảng 5 phút và cứ thế. Càng về khuya thì chỉ nghe toàn tiếng đạn từ hướng địch. 9 giờ tối vẫn không cách nào bắt liên lạc được. Chọc thủng phong tuyến của địch, do không có lực lượng tấn công, bộ chỉ huy hoang mang. Và có tin ngoài lề là lúc đó hai sư phó quyết định cho pháo chi viện, dù rằng không nắm được tọa độ chính xác của D1. Lúc này các ông nghĩ rằng có thể cả D không còn sức chiến đấu vì chỉ nghe tiếng súng của địch, đã quyết định nhưng ngần ngừ chưa thực hiện. Thì may mắn thay, liên lạc thông tin nối lại được và pháo được tọa độ chi viện. 15 phút sau, địch rút lui. Lúc đó khoảng 9 giờ 30 tối, liên lạc toàn bộ thông. Công binh sư được điều lên, gom toàn bộ thuốc nổ và mìn tăng thu được, dồn vào toàn bộ hai chiếc tăng. Thương binh tử sĩ được đem về toàn bộ. Và khoảng gần 12 giờ đêm, công binh cho kích nổ phá hai chiếc tăng. Tôi gặp lại thằng bạn, Chí là tên của nó. Nó ngồi buồn và nói với tôi: "Tới hy sinh rồi. Tao với mày đến nơi để tử sĩ để thăm nó lần cuối." Trong đêm trăng non, chúng tôi tìm được đến bên cạnh những chiếc võng treo dưới lòng suối cạn. Mới biết hôm qua, chuyện trò vui vẻ thế mà giờ nó đã nằm im. Đời lính là như vậy. Hết phần 4.